Xin chào tất cả mọi người đã đến với cửa hàng Nhai Cô Ta. Và hôm nay Hàng Nhi sẽ tiếp tục chơi Evolved. Còn bây giờ hãy let's go. Bây giờ thì bắt đầu vào trò chơi nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục nhận chị hai chơi đây. Hôm nay mình sẽ cải tạo nguyên chánh chơi. Chơi hết mình. Và chơi hết sức. Con trường mới vô mà bị ăn bây giờ. Mày nhau nè. Ôi chết mồ nhiều quá. Anh cắp 11 anh nè. Nè sao? Hên quá, anh kia bảo vệ mình ăn luôn cái con cắp được 10. Anh đó đứng. Ôi trời ơi, cái anh này hết cả hồn. Anh này cấp độ 13 hay gì á. Trời ơi, hồn may hú vía. Hồn thiệt luôn. Cái anh hồi nãy đi theo mình đó mọi người. Anh đã bảo vệ mình tấn công anh kia. Làm như mình là con của anh đó đó. Đấm một cái. Ít hơn người ta là còn nhào vô nữa. Suốt ngày nhào vô nè. Đừng có nói cái chuyện. Đừng có nói cái chuyện nhào vô. Chuyện nhào vô không có hết. Trời ơi, canh cấp được quẩy này. Hay quá, hay né kịp. Hay vừa đánh vừa nhẹ né. Đồng ít của cái con này. Quýnh quýnh gì mà đúng. Quýnh cái con kia kìa không. Quýnh con này trước. Con này sớm. Con này hai con hả? Thấy hôm nay thấy mình chơi game mọi người. Mình đã lên được tu luyện 500 ngàn năm. 500 ngàn năm ở trong nhà. Có hai con. Mẹ con. Hết cả hồn. Ba con luôn. Thấy chưa mọi người, mình nói rồi, mình sẽ không bao giờ thua. Hay là hai quýnh con cắp được hai kia hay nó vậy. Bây giờ mình sẽ ban giữa đống đồ ăn. Hồi nó hai lên nha. Ôi trời ơi. Ôi tiếc. Ra này xuất hiện bất thình lình dữ vậy ta. Ai biết. Không bất xuất hiện mà, coi như là mình không ngờ đến luôn á. Mà công nhận mình quá nhanh. Lúc mình còn nhỏ thì đi nhanh dễ sợ. Hôm nay mình đã tu luyện. Trời ơi. Ôi trời ơi. Má lên cấp được 2, bị anh cấp được 3 lại. Anh kia lên cấp được 8 luôn rồi. Nè. Hụt tay mọi người ơi, mém chúng rồi. Hụt tay. Mém nó hay chỗ này. Hay dạ, đáp vô đóng đồ ăn luôn. Đâu biết đâu. Đang lại nè, không thấy. Chui vô góc nè, tại góc này nhiều ngon lắm mà con. Cái con này mày gan lắm. Không à. Con này mày gan lắm, mày chậm lên vô trong cái chỗ ta đang vào. Nó sớm mùi cũng chui ra. Mày vô đây hãy cùng. Hay cảm thấy như trong đây có cái điều gì nó sai sai. Em thấy cái con gì đằng đây vậy đó. Chăm ra ra. Chui vô. Cái kiểu gì hai không cho em đi ra sau đi ăn nữa. Em đứng im luôn đi. Ôi trời ơi, cái con này mày mém nữa, nó ban cho mình, tặng cho mình cây búa. Cái đó cây gậy. Cây gậy làm gì có cái chữ búa. Đánh. Chạy em đánh nó. Thôi em lên cấp độ 6 đi em. Đánh nó luôn. Cái thằng này. Thôi kệ đi. Ủa nó dám ăn hiếp con nít kìa. Kệ nó đi, nó giết con nhỏ thì mình cũng giết con nhỏ. Đừng cứ quan tâm con nhỏ. Đó. Anh quất mình một cái rồi anh không quan tâm mình là ai. anh cầm cái kiếm mù cái lửa. Mình đã nhớ mặt anh đó. Rồi mình sẽ là đó mà trả thù. Nhưng mà cũng phải cẩn thận một tí mọi người, mấy anh này xuất. Chừng nào á hai lên cấp độ máy á cao hơn tụi nó, hai đập cho nó ta xương luôn đi. Đây. Anh kiếm đỏ nữa đó. Anh chăng nè. Chích màu nữa, sao cái hộp tay vậy đó. Dạ, á trời ơi, mới vô. Mới vô bị hai con. Đỏ. Anh chăng nè. Hai mới vô bị hai ơi, con. Cái này. Nó bị hư. Đó. Ủa sao kỳ vậy ta? Thôi đi thẳng quà thì vô hết cả. Đó. Đó. Cái nào cũng vậy. Thang coi hình như nó bị gì nè, nó bị dính rồi. Bước được, chạy thẳng được mà sao vậy kỳ. Quất. Ui chích thụt. Mày chưa. Anh bằng nhanh quá, mình không muốn gây tai nạn giao thông. Gây nạn giao thông dù này. Không có chiếc xe nào cũng dễ nguy hiểm lắm. Anh chăng nè. Tức. Tức đi người, tức ói máu. Mày sợ hết mình quất hết. Sợ gì mà sợ, mấy anh cao to đều phải sợ đó. Ấy dù. Anh cấp được 8, anh cấp được 8. Mình đi qua bên đây đi. Tại nhiều đoạn quá mọi người. Ôi nó đã. Ấy dù rồi ôi, anh cấp được 5, anh tha cho em đi. Anh cấp được 50. Ôi anh Anh chả.
đúng rồi, mà phải lên cấp. Quất 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 sắp lên cấp độ 8 rồi, hồi nãy hai thua ra chỗ này đó bạn. Hồi nãy là do cái mấy anh, cái anh kiếm xanh bất thành lình xuất hờ. Là mình hồn bay hú vía. Hồi nãy hồn bay phá tán không còn một nè, mày chết rồi mày té nào. Ờ đây đó. Để chơi nó trên chút đi, mình quay xuống. Bay xuống. Ôi em mà bởi. Thật là kinh khủng. Rồi. Em quýnh luôn con đó. Ôi chơi khỏi đi. Khỏi đi, nó lên cấp độ 9 rồi. Sao cũng lên cấp độ 9 của mình bơ vai một mình vậy. Mình lên lên rồi đó. Mình lên hạng 10. Bởi. Lên là trời, lên luôn rồi. Mình như hình như càng lớn. Bởi. Hãy một cái là hay trời ơi, anh cấp độ 10. Trời ơi. Lên 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 lên. Bấm nó đánh đánh hết. Mình quýnh một lần hai người. Ôi mình đã thắc mắc mấy con cái gì vậy? Mấy con bự kiếm xanh đâu hết trơn ta? Ui ui trời ơi, tiếc lần hai. Mình lên cấp độ 10 là tốt rồi. Mình lên hạng. Mình sẽ tiếp tục. À, trời mới vô gặp anh. Mới giờ bị đánh ra bị chơi lại. Ui nhưng mà. Chơi lại nha nha. Tự nhiên mới vô đắp ngay cái mặt anh đó luôn. À, ngay cái mặt anh cấp độ 10. Em thấy cái con xanh xanh này đó. Từ lúc đầu là đắp ngay mặt anh đó hai hai chắc chắn là sớm mùi gì cũng không thể nào thoát được. Em lên được cấp độ 10 rồi, em xem coi ha, chơi được cấp 11 không? Mino Hino. Chết rồi, cũng chết rồi. Tại vì mấy anh đó đó. Hồi nãy mình thua mình dưới cái tay anh xanh này. Tại vì cái anh lớn hơn mình là em nào nhỏ mình quất hết, không chừa luôn. Lửa như mặt em nóng lắm. Anh không biết tội của em.
Ui ui ui. Thấy gì chứ nhà mà. Hai cú thích lạng lạng chính giữa, tại chính giữa có nhiều đồ ăn ngon ngọt. Chính giữa gì, chính giữa đẹp mà mình còn. Hồi nãy á có một cái anh gì rất là tốt bụng lại chém giùm ai ngồi đâu. Anh nhớ là kêu đồng bạn mình giết. Bây giờ mình sẽ gặp anh đó là mình giết. Hồi nãy em giết cái con đó rồi, không biết có phải đồng bọn của nó không? Chứ không phải đâu. Anh đó mặt gian lắm. Em thấy cũng mặt nào cũng giống nhau mà hay nghĩ vậy hay. Đồng bọn thì mặt nào cũng giống nhau. Tại cái ghen người ta thiết kế vậy luôn. Đây. Chắc chắn là anh đó. Thôi mình sợ quá. Anh này chết rồi. Ôi lên con. Chết. Hai mươi.
mới vô chết liền nè. Chuẩn bị mọi người ơi. Đó. Sao mà thay cứ đáp cho cái chỗ nguy hiểm nhất thế giới luôn á trời. Ông có cho may mắn rồi. Còn em là may mắn hết cuộc đời. Hay đáp đáp vô đây mong rồi vô đây không có anh thượng phương bảo kiếm nào. Có. Ôi trời ơi trời. Em cho 200 mày nữa. Chết rồi, con 12. Là lên con bị bo luôn. Sướng vậy. Mình đáp cho một chỗ mà có nhiều đồ ăn thì nó sớm biết mấy. Mình cứ đáp cho giữa trung tâm của nơi quýnh lộn. Còn em thì mới đáp thôi, em có biết gì đâu mà tự nhiên một đống đồ ăn xuất hiện. Em ăn thả máy luôn. Còn hai là hai bên đi. Tự ăn ăn mà quýnh lên luôn. Mình thú quýnh luôn. Trời ơi. Có nữa. Sao mình tức vậy ta? Rất kìa tốt. Cái chỗ này là mày không bị sợ rồi. Hồi nãy con nào mà dám quýnh chị hai vô tay á. Đây. Hai dám quýnh hai hả? Hả? Tự chi dầu cho người ta quýnh. Đây mày chết rồi con. Ôi con nhấu rồi. Con nhỏ. Con nhỏ. Hồi nãy nó dám. Bây giờ mình gặp ai mình quýnh. Ôi. Gặp ai thì mình cứ quýnh hết. Mình khát máu nào mình quýnh hết. Ôi trời ơi anh chấp bị ơi anh thả cho em thoát rồi. Xong. Mấy anh kia bảo vệ mình rồi. Nhưng mà nó gượt mình rồi kìa. Nó gượt tới bến luôn rồi kìa. Gượt đâu? Chuẩn bị mấy đi. Mấy anh kia chắc luôn. Nó đang lùi lùi dịch vô đây đó. Nó lùi mình. Ý là nó dùng cái kiếm mình nó lùi. Mấy anh kia bảo vệ mình rồi. Gượt tới bến. Ôi. Này nãy giờ mình chơi được cấp độ mì một nữa không? Mà nó chơi nó quýnh mình kìa. Đứng lại. Bạn ơi. Nó đi trên luôn rồi. Nó đi lên trời à. Lên trời á. Cho anh áo đỏ. Cho... Ủa anh đó đâu phải anh áo đỏ tôm một không cầm chi dao. Này. Ừ đúng rồi. Anh đó cũng có cái dòng kim cô. Kim cô giống tơ một không. Đánh nhau nào. Tiếp. Hai không muốn bị đập. Hai muốn được ăn no chứ. Hai không muốn bị đập. Nè. Ôi chết mồ. Con nó thử kiếm cho mình là sớm muộn gì nó cũng chết. Ui nè. Trời ơi, tăng nó sẽ 10 phần rồi. Thấy chưa? Con này rẻ quá mà. Mình lên cấp độ 5 à. Ồ chết nó lên luôn rồi. Ồ chết nó thử kiếm cho hai tiếp vậy. Được. Mình cứ đi xa xa mấy cái con mà nhỏ mọi người. Để nó thử kiếm cho mình trước. Lỡ có mối nguy hiểm này trước. Mày chưa? Mày thì nhào vô. Nè em quất mình hai con lần một lần. Em có quất được con. Độ 10 luôn ghê không? Đang cấp độ 9 quốc. Hai con hình mất cấp được 10 luôn. Mẹ chưa? Nào vô nữa nè. Đừng bao giờ. Xích đừng hiện bao ra. Giờ. Xích hiện ra. Ý, trời ơi, hết hồn. Anh Tôm 10 tha cho em đi. Tôm 10 nè. Ủa con đó phải Tôm 10. Con đó là con nhỏ mà. Mẹ chưa? Mẹ chưa? Ai kia hồi nãy nó ngồi nó quất mình cho đã luôn. Quất luôn con mày này ở chết mồ con này. Con này cũng quất luôn. Tưởng đâu con nào bự lắm. Ai ngờ mình phải chết. Mày chết mày rồi đó. Mày rồi mày ngồi mày gượt nè. Gượt cho cố vô rồi phải nộp mạng. Ôi trời ơi. Ok. Lăng. Này. Con nhỏ này mày gan lắm. Ủa chạy anh ơi anh cầm cái kiếm mới chả. Ôi, rồi xong chơi mày nữa đi. Hồi nãy hay chơi rồi đó. Chết mày rồi con. Mày mình lại đây mày. Ôi hối hồn anh hồn. Ai anh cầm chày nè. Bởi như mẹ này là anh nói hạng nhất rồi đó. Ủa không có anh nào mày chứ nè. Rồi biết đâu. Em nhớ có mấy anh cao to rồi đẹp trai mà. Nên nó đánh con đó một cái. Hồi đánh đi hồi nên nó cũng đi lên trời gặp Diêm Dương rồi. Hà mới bao nhiêu mới quánh làm gì vậy? Mày chưa? Anh chấp được 11. Thôi kệ đi mình quánh. Mày đánh cho mày. Ôi trời ơi. Quánh đau lớn nữa. Con này chơi bộ gì vậy? Bây giờ hãy thấy con đó là hay quánh mà trừ khi mình lớn. Cái gì kìa? Chứ mình nhỏ bởi.
quất được. Mới được mấy anh nhỏ nhỏ này thôi à, đâu quất được. Gì mấy anh? Mấy anh. Mấy bạn nhỏ nhỏ. Cái đồ qua em còn bày đặt. Ồ, nhìn thấy cái con
nãy chưa? Đâu? Con hồi nãy con cấp độ 3. Cấp độ 2 quýnh. Mẹ chưa? Quýnh luôn, quýnh lên cho anh quýnh hết. Mày quýnh nó bị. Ôi nó kìa, nó bên kia kìa. Quýnh nó. Em là em đuổi cho bằng được cái con. Rồi sao nó đi hỉnh canh luôn rồi. Nó đi hỉnh canh này. Mẹ chưa? Quýnh đi, quýnh đi. Mẹ chưa? Kêu một con nữa cho đã nè. Ôi trời, hột hột. Mẹ chưa? Đã quá, mình là thằng mẩy luôn. Đã đến nỗi. Ôi cái anh. Nếu mình chơi tới tấp nhất thì mình sẽ dừng. Rồi mình đã chiếm hữu rồi. Anh này, mình tha cho cái con cấp độ 5 này cho nó đi thả máy. Con kia nó cũng nghi ngờ. Mẹ chưa? Ôi, đừng lên lên trên, không được. Em biết rồi, cái gì kìa? Đi giữa. Đi nghe rồi hai. Đi giữa. Không được đi lên trên, không được đi dưới. Mẹ chưa? Ôi, một lần hai con luôn. Con bị hiểu cái đau. Mẹ chưa? Đó, nhào vô hoài. Đừng có đi lên lên. Đi thẳng, đi giữa. Không được quẹo lên, không được quẹo xuống. Cái gì kìa? Đi giữa. Ôi giời mấy anh. Giờ quẹo xuống. Giờ quẹo. Quất ha. Quất. Ôi giời ơi, kêu quất nó mà. Video này là kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy video của Hiền Nhi hay, hãy cho Hiền Nhi một like, share, subscribe để ủng hộ kênh của Hiền Nhi nhé. Còn bây giờ thì bye bye.